Và sẽ hướng dẫn anh em cái trộn vữa đây. Đầu tiên là ta cho 4 xô nước vào. Đấy, sau đó là cho một bao xi. Đây là phụ gia này. Miệng bát phụ gia. Đấy. Trời mưa sấm rất to nhưng anh em trong nhà làm vẫn rất hăng. Còn bây giờ là 35 xẻng cát, chúng ta có thể trộn 35 cho đến 40 xẻng. Đó tương đương với cái mark 75. Đây là đang trộn 35 xẻng đầy. Nó tương đương với cái tầm là mark 75 của mà vữa, mark 75 của vữa. Sau khi cho được 4 thùng nước rồi bây giờ ta cho tiếp và khoảng 2 xô nữa. Sau đó là ta để ý vữa xem mà nó đã đạt chưa. Tại vì là cái nước này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cát của chúng ta. Thế là cát nó khô hay là cát nó ướt. Mà cho 5 xô hoặc là 6 xô hoặc là hơn cả 6 xô. Chúng ta cho vào và quan sát nữa. Vữa vẫn xoay theo máy như thế kia là không được. Đấy, bây giờ vữa đã không xoay theo máy nữa rồi. Cách kiểm tra vữa khi bóp là không còn cái gì trong tay cả. Như vậy là ok. Vữa như thế là đạt.